Việt Nam, quốc gia yên bình nằm trên bán đảo Đông Dương. Năm 1988 của thế kỷ trước, tập đoàn FPT đã được thành lập dựa trên niềm tin công nghệ có thể thay đổi quốc gia và cuộc sống con người. Sau 6 năm hoạt động, với mong muốn trở thành một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, FPT đã quyết định thành lập công ty hệ thống thông tin FPT IS. Năm 1996, khi đất nước chuyển mình vươn lên, chúng tôi tự hào là đơn vị đặt nền móng đầu tiên thiết kế và lắp đặt hệ thống Internet quốc gia, góp phần đẩy nhanh kết nối Việt Nam và thế giới. Trong hành trình phát triển của mình, FPTIS đã có những kiến tạo và đóng góp quan trọng cho những dự án lớn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước, hệ thống các ngân hàng và các doanh nghiệp hàng đầu. Không chỉ ở Việt Nam, FPTIS còn mang trí tuệ công nghệ thông tin chinh phục thị trường quốc tế tại nhiều quốc gia khác nhau. Tại Bangladesh, đất nước Nam Á thân thiện và người dân hiếu khách, chúng tôi cùng nhau xây dựng hệ thống quản lý cho Tổng cục Thuế quốc gia với dự án Bitex và IVAS. Song song với đó, hệ thống ERP, EAM cho công ty truyền tải gas và Tổng công ty phát điện Bangladesh cũng phát huy hiệu quả nhanh chóng. Đặt chân tới đất nước láng giềng Lào từ năm 2011, FPTIS đã có những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực quản lý ngân hàng, viễn thông, thuế và điện lực quốc gia. Tại Myanmar, FPTIS đã và đang tham gia vào các dự án có ý nghĩa thay đổi lớn lao với quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ này, như dự án chuyển mạch tài chính, dự án xây dựng cổng thông tin điện tử chính phủ hay dự án cung cấp, lắp đặt và vận hành các trung tâm dữ liệu cho Bộ Tài chính và Kế hoạch Myanmar, dự án ERP cho công ty Sun UPG hay dự án công nghệ thông tin cho hệ thống tính cước của Mitel. Và tại các đất nước xinh đẹp khác như Campuchia, Singapore, Philippines, Nhật Bản và Úc, chúng tôi đã ngày đêm đóng góp sức lực để chung tay tạo dựng một xã hội phát triển và hiện đại hơn bằng cách đem lại những sản phẩm chất lượng nhất tới khách hàng là các công ty, tổ chức. Ngọn lửa tự hào về năng lực và trí tuệ Việt đã đang được FPTIS thắp sáng, không ngừng lan tỏa tại các quốc gia mà chúng tôi đi qua. Trải qua nhiều cố gắng, nỗ lực, năng lực của FPTIS được ghi nhận bằng thành tựu tại các cuộc thi uy tín trong khu vực và thế giới. Chúng tôi cũng tự hào sở hữu hơn 2.000 chứng chỉ công nghệ cấp cao, cùng mạng lưới quan hệ đối tác rộng lớn và hiện được công nhận là đối tác cấp cao nhất của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Cisco, IBM, Microsoft, SAP, cho phép các khách hàng tối ưu hóa giá trị và tiến kịp các dịch vụ của thế giới. Bằng những hệ thống công nghệ thông tin vô hình, FPTIS góp phần thay đổi, nâng cao giá trị cho các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Ở khối lĩnh vực công, chúng tôi đang nghiên cứu hàng loạt các giải pháp công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước tại 22 thành phố và tỉnh thành trên khắp Việt Nam, là đối tác tận tụy lâu dài của nhiều bộ, ban, ngành thuộc chính phủ. Hiện nay, FPTIS là đơn vị tiên phong trong công cuộc xây dựng các giải pháp cho thành phố thông minh, đặc biệt là giải pháp chính phủ số, mở ra cách thức mới trong việc cung cấp các dịch vụ công, cho phép người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình đưa ra quyết định của chính phủ. Trong lĩnh vực tài chính công, năm 2008, FPTIS làm tổng thầu cho dự án quản lý thuế thu nhập cá nhân PIT cho ngành thuế Việt Nam. Dấu mốc này mở ra một chặng đường mới, đưa FPTIS vươn ra thế giới với các dự án lớn tại Campuchia, Bangladesh. Được coi là hệ tuần hoàn vốn của nền kinh tế, FPTIS tham gia quá trình tin học hóa ngành tài chính ngân hàng từ năm 1995 với nhiều giải pháp lõi và tổng thể. Hiện nay, FPTIS là đơn vị cung cấp giải pháp hàng đầu cho Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng, sở giao dịch và trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước, các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính trong và ngoài nước và đang tiếp tục tiên phong với các giải pháp ngân hàng số. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, với mục tiêu giải bài toán giao thông cho các đô thị bằng công nghệ thông tin, FPTIS đưa chiến lược giao thông thông minh với các giải pháp công nghệ thiết thực, hiệu quả, hệ thống vé tàu điện tử, hệ thống giao thông thông minh cho thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hay tiên phong trong các giải pháp giám sát giao thông thông minh, thu phí tự động không dừng, giám sát và xử lý vi phạm bằng hình ảnh là những bước tiến quan trọng của FPTIS trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực y tế, với hàng chục năm không ngừng nghiên cứu và phát triển, giải pháp của FPT hiện được ứng dụng cho 6 sở y tế,
hơn 200 bệnh viện và cơ sở y tế, phục vụ hàng triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm. FPTIS cũng tiên phong giới thiệu giải pháp FPT eHospital version 2.0 đáp ứng mọi yêu cầu của bệnh viện trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cơ chế tự chủ bệnh viện. FPT eHospital 2.0 ứng dụng nhiều công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo AI, phân tích dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây Cloud, di động Mobility, kết nối vạn vật IoT. Đối với viễn thông, chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng bộ danh mục sản phẩm, giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ, vận hành và dịch vụ giá trị gia tăng, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế ngặt nghèo nhất. Hơn 20 nhà mạng viễn thông trên thế giới với hơn 50 triệu thuê bao đã và đang sử dụng giải pháp của chúng tôi trong hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Điện, nước, gas là ba dịch vụ thiết yếu trong đời sống dân sinh. Những công nghệ mới hiện nay như công tơ thông minh, hệ thống tính cước và thông tin khách hàng đóng vai trò quan trọng nhờ hỗ trợ kiểm soát thất thoát và nâng cao hiệu quả thu phí. Điều này góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, chất lượng hơn cho người dân. Bên cạnh các giải pháp chuyên ngành, thành công của FPTIS còn được ghi dấu ấn bởi các giải pháp đa ngành. Quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, quản trị quan hệ khách hàng CRM, quản trị nguồn lực SCM, hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI. Sở hữu đội ngũ hơn 600 chuyên gia có đầy đủ chứng chỉ quốc tế và thông thạo nhiều ngôn ngữ, FPTIS tự hào là đơn vị có số lượng các dự án ERP triển khai thành công nhiều nhất Việt Nam với hơn 150 dự án được nghiệm thu, giúp khách hàng tận dụng tối ưu các nguồn lực để thành công hơn. Với mạng lưới trung tâm dịch vụ công nghệ phủ kín lãnh thổ Việt Nam, FPTIS tự tin mang tới dịch vụ công nghệ thông tin toàn diện, chất lượng. FPTIS đã bảo hành và bảo trì hơn 50% máy ATM, POS trên toàn quốc. Đồng thời, mọi kỷ lục về giá trị hợp đồng bảo hành bảo trì tại Việt Nam đều do FPTIS nắm giữ. Dịch vụ trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn Tier 3 do liên doanh FPTIS và Telehouse Nhật Bản cung cấp. Trong số các khối tài sản mà FPTIS đang sở hữu, con người là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Đây là nơi hội tụ những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, được chứng nhận bởi các hãng công nghệ thông tin uy tín toàn cầu. Nét văn hóa đặc trưng của FPTIS là sợi dây tinh thần mạnh mẽ và xuyên suốt, kết nối hàng chục nghìn con người FPT. Tinh thần đồng đội, nhiệt huyết luôn cháy trong những trái tim đam mê công nghệ và trở thành sự tận tụy, hết mình vì thành công của khách hàng. Cho đi là để nhận lại. Hàng năm, FPTIS cùng tập đoàn FPT cũng đóng góp thiết thực cho các hoạt động thiện nguyện. Những gương mặt ngây thơ, những nụ cười và niềm hạnh phúc bé nhỏ của các em bé vùng cao là động lực cho các thành viên FPTIS cố gắng, nỗ lực hơn nữa để làm thay đổi và nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống ở mọi nơi trên giải đất hình chữ S này. Sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đặt ra nhiều bài toán xã hội. FPTIS luôn sát cánh cùng khách hàng, thực hiện chung một giấc mơ đổi thay đất nước và giấc mơ phục sự con người. Chúng tôi tự hào khi là người đồng hành xây dựng nên các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi, đem lại những thay đổi tươi đẹp và văn minh đến khắp mọi nơi. FPTIS sẽ tiếp tục tiên phong trong công cuộc hỗ trợ chính phủ, các cơ quan ban ngành và đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số, đón đầu làn sóng mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0. FPTIS tiên phong kiến tạo sức mạnh số.